Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Và bây giờ là 4:30 chiều. Là mình đang ở quảng trường 8 tháng 10 nha các bạn. Thì bây giờ là ngày 30 Tết 30 âm lịch á. Thì bây giờ mình sẽ đi và quay lại cho các bạn xem tình hình ở quảng trường là người ta chuẩn bị như thế nào nha. Đây thì mình đang ở quảng trường này các bạn. Thì đây nó sẽ là đường Phạm Văn Đồng này. À, tối nay thì đây là cái địa điểm mà người ta sẽ bán có bông tối nay. Ở đây các bạn sẽ thấy là người ta dựng rạp và đang thử loa âm thanh, rồi nói chung là set up để mà có sân khấu để mà tiếp. Đây, mình đi ngay đi đó, nói chung mát lắm các bạn ơi. Thì sáng mình có coi là có mấy trang chia sẻ có một cái ảnh là người ta chở pháo pháo hoa để bán á, là hình như là để ngay chỗ mấy đám tôn mà ngay công viên đối diện các bạn, nó có cái đường chính giữa đó, đám tôn người ta chặn lại á, là mình nghĩ là ở trong đó, rồi tới giờ người ta sẽ đem ra và bán thôi. Đó, đây các bạn, quảng trường này bạn thấy rộng ghê không? Cái đối diện này sẽ là công viên. Tối lại là lên đèn rất là đẹp luôn. Thì các bạn hãy coi cái video của mình về cái mình đi review lại các bạn xem công viên á, mình review chi tiết luôn. Có gì hôm đó là mình nó quay là hết luôn á. Đó, bạn sẽ thấy đây người ta đang thử đó, đang thử loa này. Dàn loa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cái loa thùng. 20 cái loa luôn. Mỗi bên 10 cái. Đó, bạn thấy không? Tối nay là sẽ không cho xe máy vào nha các bạn. Khu này là chặn xe hết, tránh kẹt xe. Tốt nhất là các bạn nên kiếm ở chỗ nào mà gửi xe. Thì thường ở phía trước này có cái chỗ giữ xe cho các bạn. Các bạn vào đó giữ xe và coi pháo bông hoặc là ở địa điểm nào gần đó. Chứ vô trong này là rất là đông luôn, đảm bảo là kẹt xe. Mà lúc các bạn muốn về nó cũng khó nữa. 1, 2, 6, 7 đó, các bạn sẽ thấy không, người ta đang thử loa 1, 2 này. Đó, đây là cảnh người ta thử loa này các bạn. Em mình lại gần quay cho bạn xem nha. Chương trình văn nghệ mừng đảng mừng xuân, các bạn đã có chương trình đàng hoàng luôn, có diễn văn nghệ các kiểu này các bạn. Đó, dàn loa này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 cái loa và dàn loa, và có những cái dàn ghế mà người ta để cho người ta giữ này. Xung quanh là có những chậu cúc. Đó, có ghế ngồi cho người dân đó nha các bạn. Ghế màu đỏ này, trồng ghế màu đỏ này. Đó, như vậy các bạn, bây giờ mình sẽ lại mình review với bạn xem cái chỗ giữ xe. Không biết là tối nay có phải giữ xe ở đó hay không, nhưng mà hồi giờ người ta giữ xe ở đó để mà vào quảng trường chơi á. Rồi, như vậy nha các bạn. Đó, thì mình đang đứng ở giữa cái quảng trường 8 tháng 10 này. Các bạn thấy chỗ hàng rào không? Là bình thường là mình xuống mình sẽ gửi xe ở ngoài hàng rào này, là mình đi vào. Nhưng mà tối nay mình không biết là người ta sẽ dựng ở chỗ nào để mình gửi xe. Đó, đối diện ra là cái công viên này các bạn. Đó, các bạn đi mình nên đi sớm nha. Mình đi sớm để mình tìm chỗ giữ xe trước, rồi mình đi bộ và mình dạo, như vậy nó tiện hơn.